Quý vị và các bạn thân mến, trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của cầu Mỹ Thuận 2, đường dẫn phía bên bờ Tân Hòa của Vĩnh Long, tuyến quốc lộ 80 mở rộng, điểm đầu của tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, lối ra, lối vào của tuyến cao tốc hôm nay như thế nào thì mình sẽ cập nhật chi tiết trong video này cho tất cả quý vị khán giả được biết nha. Hiện tại thì mình thấy là ở quốc lộ 80, các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Định An đang tiến hành thảm nhựa những đoạn tiếp theo của tuyến quốc lộ 80 mở rộng này, và phía chỗ mà lối ra lối vào ngay chỗ mà quốc lộ 80 mở rộng đó thì các anh cũng đã đổ cát rất là nhiều rồi, đang trong giai đoạn chờ lúng. Sắp tới thì các anh sẽ cấp phối đá dăm và chuẩn bị cho cái quá trình thảm nhựa phần lối ra lối vào của tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Hôm nay thì mình thấy là các anh công nhân kỹ sư của đơn vị Định An tập trung máy móc thiết bị rất là nhiều ở cái phần đường dẫn của cầu Mỹ Thuận 2 để mà quyết tâm thi công hoàn thành dự án vào cuối tháng 12 năm 2023, cùng lúc với dự án cầu Mỹ Thuận 2 sẽ thông xe từ thành phố Hồ Chí Minh về thẳng Cần Thơ, thì sau này bà con của mình sẽ đi lại được thuận tiện hơn, dễ dàng hơn và rút ngắn cái thời gian đi lại. Thay vì mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ thì bây giờ cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành sẽ thông cái tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận và Mỹ Thuận Cần Thơ, là mình đi khoảng 2 tiếng rưỡi là mình sẽ tới thành phố Cần Thơ luôn nha. Trong video này thì mình sẽ cập nhật chi tiết lối ra lối vào cũng như là cái phần đường dẫn cũng đã hoàn thành những cái lắp đèn đường chiếu sáng đó cả nhà. Thì sắp tới thì ở cầu Mỹ Thuận 2 sẽ không có đèn đường cảnh quan giống như ở cầu Mỹ Thuận 1, cầu Cần Thơ, cầu Vòng Cống, cầu Cao Lãnh. Thì do là cầu Mỹ Thuận 2 này thuộc một phần của tuyến cao tốc Bắc Nam nên là các anh chỉ có lắp đèn đường chiếu sáng thôi chứ không có đèn cảnh quan. Thì chỗ quốc lộ 80 mở rộng hôm nay như thế nào cũng như là chi tiết đường dẫn lối ra lối vào của tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ hôm nay ra sao thì bây giờ mời tất cả quý vị khán giả cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha.
Thank you.